đến với chương trình Ghế Xanh tuần này. Mình sẽ đảm nhiệm vai trò đó là MC. Chủ đề của Ghế Xanh tuần này đó chính là làm việc trong không gian mở. Một văn phòng được thiết kế theo không gian mở sẽ xóa bỏ những khoảng cách trong không gian. Điều này sẽ giúp cho văn phòng trở nên rộng rãi hơn, thoáng đãng hơn và đặc biệt là sẽ giúp cho mọi người cùng làm việc với nhau thay vì là làm việc riêng lẻ. Vì vậy mà hôm nay mình sẽ nói về chủ đề đó là văn phòng được thiết kế theo không gian mở. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một khách mời vô cùng đặc biệt, đó là bạn Yến Nhiên. Bạn là từ tập sinh vừa mới đến. Thì không biết là khi mà bạn được nhận vào làm tập sinh đó, thì Yến Nhiên cảm thấy như thế nào về cái không gian làm việc tại nhân viên? Thì lần đầu tiên xin chào tất cả mọi người, mình tên là Yến Nhiên và hiện tại đang làm thực tập sinh ở các kênh online của công ty Dân Mỹ. Thì khi được mời tham gia vào cái talk show chủ đề làm việc trong không gian mở này thì mình cảm thấy rất là vui khi có thể chia sẻ những ấn tượng ban đầu đến cho công ty. Ý Nhiên mới nói là ấn tượng á, thì không biết là Ý Nhiên cảm thấy ấn tượng như thế nào, Ý Nhiên có thể chia sẻ với các bạn. Thì ấn tượng là bởi vì khi bước chân vào thì các bạn marketing cũng như là các bạn nhân sự đều làm việc chung trong một không gian, văn phòng mở như là một không gian chung, và ở đó các bạn có thể giúp đỡ nhau cũng như tăng sự sáng tạo, năng động và tăng sự tương tác, cũng như là giúp đỡ trao đổi thông tin giữa các nhóm và các cá nhân với nhau nhưng mà vẫn giữ được cái tính độc lập chung trong mỗi công việc. Mình thì cũng đồng ý với ý kiến của Yến Nhi. Làm việc trong một không gian mở chắc chắn sẽ giúp cho chúng ta có động lực làm việc nhiều hơn so với một cái không gian kín. Bởi vì khi làm việc trong một văn phòng kín như vậy sẽ khiến chúng ta cảm thấy rất là áp lực và chán nản, dẫn đến cái kết quả cuối cùng đó là hiệu quả công việc đi xuống. Ngoài ra thì theo mình thấy thì làm việc chung trong một không gian thì chúng ta có thể tiết kiệm được các chi phí như máy lạnh, đèn điện vì chúng ta đang sử dụng chung một cái ánh sáng và luồng không khí chung. Với lại nói chung là văn phòng mở đem lại rất nhiều lợi ích cho công ty cũng như nhân viên. Và thì tóm lại á, làm việc trong một không gian mở sẽ giúp chúng ta có thể dễ dàng trao đổi thông tin với nhau hơn. Bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể kết hôn với những người bạn đồng nghiệp. Và cuối cùng đó là tiết kiệm được chi phí cho công ty. Vậy thì thời lượng đến nay của talk show Ghế Xanh đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn bạn Yến Nhi đã đến đây để đóng vai trò đó là khách mời chia sẻ về chủ đề hôm nay. Mình mong là tất cả các bạn sẽ đón xem Ghế Xanh tập 14 tuần sau. Các bạn hãy nhớ là đăng ký, like cũng như là share để giúp cho tụi mình có nhiều động lực ra thật là nhiều nội dung video chất lượng hơn.